Rồi đây nha, chào mọi người nha. Hôm nay anh em tôi đi lên trên rừng này. Đây có ở đây thì có cái hồ đấy, rất chi là đẹp. Câu cá này cũng không mất tiền cơ. Kìa, mọi người người ta đang câu cá bên kia kìa. Cái con đập này hình như là rất chi là to, là sâu thì phải. Vì mình đứng từ trên này nhìn xuống nó khoảng rơi vào khoảng tầm 4-50 mét gì đấy. Con đập này không rộng lắm nhưng mà chắc là tương đối là dài. Thế người ta nói là tương đối là dài. Cái con đập này thì nó nằm ở tận Thiện Tân, Hữu Lũng, Lạng Sơn. Mình thử đi quanh cái bờ đập và xem nó rộng và dài mức độ nào. Chúng là đập này nó có mấy ngách luôn kìa mọi người ạ. Nó có 3-4 ngách thì sâu lắm. Nó chạy tiết vào mãi trong bên kia kìa. Đây nha mọi người xem kìa, đấy nó nằm nó vào mãi trong kia kìa. Bên kia thì mình đi bộ thì hơi hơi xa. Đêm nay mình chỉ quay được ở khu vực này thôi. Đấy.
Bà đi đâu bà ơi? Bà. Bà xe suối. À thế à? Cái đập này rộng như bà nhỉ? Thế cháu đi đâu đây? Cháu đang đi đi thăm đập ấy mà bà. Ây giời, Cái đập giờ này tôi rộng nhức thật. đầu quá. Ở trên này có cá to mà bà. Không biết đâu bà, lũ không sang rồi. À thế à? Giờ bà mới sang thôi. Ây giời, nước đập lên át rồi đấy. Cái này nó phải mấy chục mét bà nhỉ, sâu ấy không cạn bao giờ. Không cạn bao giờ. Cái đập này con cũng lên đây lần đầu tiên đấy bạn, con lên cái đập này lần đầu tiên đấy. Vâng, con ở phòng ạ. Vâng, à thế ạ. Và đây còn có cả con rùa con chiếc thì to lắm mà phải không? Thấy người ta, con thấy người ta nói thế mà. Đây, mọi người. Đấy, con đập thì mình đã đi tham quan qua rồi. Đấy, và thôi mình cũng kết thúc video lại tại đây vì còn đi nhiều nơi để tham quan thắng cảnh. Đấy. Thôi xin chào mọi người nhé, hẹn gặp lại video sau nhé.